Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những cảm nhận của các nghệ sĩ Việt về những nhạc cụ dân tộc và cách mà họ tôn vinh những nhạc cụ mang màu sắc Việt này trong âm nhạc của mình. Nhưng nhờ những cái thanh âm của đàn tranh mà cất lên ấy, thì chúng ta không thể trộn lẫn được với lại cái thanh âm của những cái không gian âm nhạc của một cái đất nước nào khác. Âm nhạc dân tộc Việt Nam là cái tấm gương phản chiếu về cái văn hóa người Việt mình. Chính vì thế mà mình thấy được những cái nét hay nét đẹp mà mình nghĩ rằng là rất là nhiều người Việt Nam không biết được đến nó. Từ những album như là mới nhất là Độc Đạo hay là Ly Ti đều là thấm nhuần cái tư tưởng dân gian. Và chúng ta tự hào vì cái âm thanh đó nó lúc nào cũng réo rắt tình cảm đầy cảm hứng của những người nghệ sĩ và những người mà lớn sinh ra và lớn lên tại quê hương đất nước, và họ thể hiện cái tình cảm của họ, sự chắc chiêu của họ, cái vốn giống của họ và tự hào của họ, một cái tinh thần dân tộc rất là mạnh mẽ. Trong Tình Yêu Màu Nắng thì Trang đã kết hợp giữa cái âm nhạc dân tộc cùng với những cái nét hiện đại, thì nó tạo nên, nó hòa quyện lại với nhau, tạo nên một cái giai điệu rất là thích thú và bắt tai cho người nghe. Một trong những cái nhạc cụ mà không thể thiếu được trong loại hình âm nhạc dân gian và trong những cái sản phẩm âm nhạc của Tùng Dương, đó chính là đàn tranh. Khi mà sang Mỹ thì mình đã phát triển nhạc dân tộc Việt Nam, giúp các bạn trẻ kết nối được, một là với cả các bậc nghệ nhân, được có những cái cơ hội chia sẻ học tập từ những chuyên gia. Đàn tranh rất đặc biệt so với đàn violon và các vị trí. Các nốt được bố trí khác nhau không như đàn tranh. Các nốt nhạc được bố trí cạnh nhau tạo nên những âm thanh liền nhau rất dễ cho người chơi đàn cũng như có thể dễ dàng phối hợp với các bộ dây. Thưa quý vị các bạn, trong dòng chảy của âm nhạc hiện đại, những nhạc cụ dân tộc đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống mà còn là khởi nguồn cho những sáng tạo mới của các nghệ sĩ Việt. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ còn được mang đến cho quý khán giả những thông tin khởi sắc hơn nữa trong chủ đề này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cho các bản tin đời sống giải trí ngày mai.